You're standing in the field. You can make your dreams come true. Here we go, now you are changing the world. We get lost, fight for our destiny. Take our dreamy mission, we need all. We may try and have with a new to start the evolution. Tớ có cảm giác người điều khiển của họ nhìn rất quen. Gì vậy? Tên đó đeo mặt nạ mà cũng thấy quen được à? Cậu tiến hóa đến trình độ nhìn xuyên qua mặt nạ à? Tớ thấy họ chỉ cố tình tỏ ra thần bí thôi. Bọn họ thật sự thần bí, đến mức cầu thủ cũng không có tên, chỉ dùng số hiệu để gọi. Đây là đoạn băng ghi lại trận đấu giữa họ và phi điểu. Mua ăn may, chẳng làm gì cũng may mắn chặn được bóng. Đúng đấy, may mắn thật đấy. Cầu thủ của đội Sura hoàn toàn không biết đá bóng, nhưng vì sao lần nào họ cũng phá được hàng phòng ngự vào thời điểm phút chót? Kỳ lạ thật. Oscar nói đúng, họ không thể lần nào cũng gặp may như vậy. Hơn nữa, Van Kol và Klaus đều là cầu thủ đẳng cấp thế giới, không thể có chuyện sút không vào quả nào. Chúng ta xem lại đi. Quả nhiên là thế. Isaac, sao thế? Mặc dù tay chân họ vụng về, nhưng lần nào cũng cản phá thành công những cú sút của đội phi điểu. Tớ cảm thấy bọn họ cố ý đấy. Làm gì có người lợi hại đến mức đấy, từ đầu trận đến cuối trận để đối phương tấn công, đến phút cuối mới làm quả là không cẩn thận để vào. Tha nơi đúng đấy, làm gì có ai cố để đối phương liên tục sút vào cột dọc với xà ngang của mình. Isaac, đừng quá lo lắng. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng. Đúng. Mặc dù không có cách nào để lấy được tư liệu về đội Sura, nhưng tỷ lệ ghi bàn trong nước của họ là 100%, vì vậy chúng ta phải cố gắng không được khinh địch. Chiêu dùng thiên thần. Tuyệt quá! Thiên thần của Siêu có thể cản phá mọi cú sút. Cũng nhờ sự tin tưởng của mọi người, tớ mới có được những ngày hôm nay. Phòng ngự tốt thì tấn công cũng phải tốt. Thử cản phá cú sút không độ của Swift xem. Cú sút không độ! Lợi hại thật đấy Swift ạ! Cứ dùng cú sút không độ là vào lưới. Làm gì có ai xảo trá như cậu, nhân lúc người ta chưa chuẩn bị liền đánh lén. Có giỏi thì đấu với satellite của tớ đi. Đừng cãi nhau nữa, bọn mình chỉ luyện tập thôi mà. Sao lại có bưu phẩm ở đây? Có tin nhắn. Isaac, bưu phẩm này gửi cho con. Bố gửi bưu phẩm cho mình. Khung xương Gigio, dây chuyền,
Nhưng cái này là... Isaac, đây là khung xương mà bố chế tạo cho Mai. Chúng có thể giúp cậu ấy chịu được sức ép lớn hơn bình thường. Nhưng cần phải lưu ý, vật liệu chế tạo là một loại sản phẩm mới đang trong quá trình nghiên cứu. Bố chưa có thời gian để thử nghiệm, nên con chỉ được sử dụng nó trong trường hợp cấp bách mà thôi. Cậu nhớ nhiệm vụ của mình trong trận này rồi chứ? Tôi nhớ rồi. Ngoài tai nghe chuyên dụng trong thi đấu, cậu đeo thêm cái này vào để phối hợp với yêu cầu của chúng tôi. Trận đấu này, tôi sẽ tới nhà thi đấu chỉ huy cậu. Tôi hiểu rồi. Không ai có thể chỉ huy tôi, cũng không ai có thể ngăn cản tôi đánh bại Trần Trần. Chân của chúng ta có nhiều fan hâm mộ thật. Isaac thành ngôi sao rồi. Xin chào, tôi là cô của Isaac. Ai muốn xin chữ ký tôi đều ok hết. Trận đấu bảng C vòng loại khu vực châu Á giữa đội Sura và đội Chân Trần sắp bắt đầu. Đề nghị mọi người cùng nhiệt liệt chào mừng hai đội Sura của Sania và Chân Trần của Trung Quốc. Cậu ta vừa làm gì vậy? Trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ bảng C vòng loại khu vực châu Á sắp bắt đầu. Điểm số được tính như sau: thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Đội tuyển nào có tổng điểm cao nhất sẽ tiến vào giải vô địch thế giới. Hôm nay là trận đấu cuối cùng của vòng bảng C. Đội nào giành chiến thắng sẽ đại diện cho châu Á tham dự giải vô địch thế giới. Hiện tại đội Sura có 6 điểm, đang dẫn trước đối thủ 2 điểm. Chân Trần giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa, điểm là 4 điểm. Vì vậy, Chân Trần phải cố gắng hết sức vì nếu hai đội hòa nhau, Chân Trần sẽ không thể đi tiếp. Trận đấu ngày hôm nay không được phép có sơ suất. Nếu không, chúng ta sẽ không thể tham dự giải vô địch thế giới đâu. Và được giải vô địch thế giới sẽ gặp lại sau. Tớ nhất định sẽ chiến đấu hết mình. Lần này, chúng ta sẽ cho Sura thấy họ không may mắn cả đời được. Trực giác cho tớ biết, Sura không hề đơn giản đâu. Không được khinh địch. Oscar, hôm nay có mang theo nước chanh không? Mimi, cậu có bị sao không vậy? Oscar có phải là chú Glan đâu? Tớ mang loại lớn này. Nếu không đủ, tớ còn làm loại siêu lớn nữa. Có cả đá bào đấy. Cho tớ một ly trà chanh thêm đá, nhưng ít thôi. Được. Mặt chữ. Chúng tôi chọn mặt chữ. Chúng tôi chọn giao bóng. Tôi chọn sân bên trái. Isaac, tôi đợi cơ hội báo thù này từ lâu lắm rồi. Trong hai trận đấu trước, biểu hiện của thủ môn Siêu rất tốt. Không biết hôm nay cậu ấy thể hiện thế nào. Trong trận hôm nay, Mai vào vị trí tiền vệ thay thế Dynamo, Satellite vị trí cánh trái, cầu thủ tự do là Swift, Titan hậu vệ, thủ môn Shield, bên trái là đội Chân Trần của Trung Quốc với màu áo đỏ. Hôm nay họ thiếu đi Dynamo là nhân vật linh hồn của đội cùng với chiến thắng Shadow. Trên sân bên phải là đội Sura của Sania với màu áo cà phê. Vẫn như trận đấu trước, họ không trình lên danh sách và vị trí tên của các cầu thủ. Bất luận họ mạnh hay yếu, chúng ta phải cố gắng. Được, nhưng mà hôm nay thực sự có thể thoải mái vừa ăn vừa chơi.
Tiến sĩ, kế hoạch được chuẩn bị xong hết rồi. Được. Mọi người không được lơ là mất cảnh giác. Rõ. Trận đấu vừa mới bắt đầu, chân Trần đã chuẩn bị xong. Vài cách bóng, Satellite và Swift lập tức chuẩn bị tiếp ứng. Có vẻ hôm nay Suga đã tích cực hơn hai trận trước. Vài dẫn bóng, cầu thủ số 10 của Suga lập tức chiến lên ngăn cản. Vài không thể di chuyển, Suga phải chuyền rồi. Trước tiên, hãy thu thập dữ liệu về Satellite. Số 7, số 18 lên ngăn cản. Mai chuyển cho Satellite. Cầu thủ số 7 của Sira kèm chặt Satellite. Satellite bị dồn ép đến mức không còn khoảng trống. Năng lượng của hệ thống chuyển rời năng lực còn kém, tạo thêm sức ép cho cậu ta. Phải ép cậu ta tung ra tuyệt chiêu. Ghét thật, lập tức phái người áp sát Swift. Số 18 lên. Hạ phòng ngự của Sura có chút kỳ lạ. Hình như họ muốn kèm Swift nhưng khoảng cách lại quá xa. Ta không phải là tốt sao? Swift không cần quan tâm, sốc lên. Cầu thủ của Sura kèm người không chặt. Swift xông vào vùng cấm địa của đối phương. Không được, phải ép cậu ta ra chiêu. Rõ, Swift đã bị cầu thủ số 18 của Sura dồn đến biên biên. Liệu các cầu thủ khác của chân có đến hỗ trợ không? Mai, còn nó không đơn giản đâu, hỗ trợ Swift đi. Lạ thật, tại sao động tác áp sát Mai của cầu thủ số 4 nhìn quen vậy? Bọn họ phối hợp rất ăn ý. Swift bị dồn vào góc chết rồi. Góc chết. Góc chết chính là lợi thế của Swift. Đúng rồi đấy. Tớ hiểu rồi, bọn họ đang giấu giếm thực lực. Hả? Cú sút không đâu. Rồi, đây là cái mà ta cần. Lợi hại quá, trận đấu mới bắt đầu được 8 phút. Swift đã lập lên kỷ lục mới với cú sút không đâu, giúp chân Trần dẫn trước Sura với tỷ số 1-0. Lợi hại quá, Swift lập kỷ lục rồi. Tôi nói rồi mà, trận này Sura không thể tiếp tục may mắn nữa. Nhưng hình như bàn thắng của Swift quá dễ dàng. Rồi Sura không kèm chặt chúng ta, thủ thành không tập trung. Bóng vào lưới là điều đương nhiên. Isaac, đừng nghĩ nhiều quá như vậy, không có vấn đề gì đâu. Mặc dù chúng ta dễ dàng ghi bàn, nhưng tớ cảm thấy rất kỳ lạ. Trần Trần, để mấy cậu ghi một bàn là quá nể mặt các cậu rồi. Tôi không thể nhịn thêm được. Lên, vượt qua Satellite. Hiện tại vẫn chưa đến lúc. Lần này mục tiêu của chúng ta là Satellite. Được, Trần Trần, tôi sẽ chỉ cho các cậu ghi hai bàn thôi. Thật kỳ lạ, số 7 của Sura đột nhiên thả chậm tốc độ. Satellite cứ bóng đi. Swift có khoảng trống, chuyền cho Swift. Ép Swift chuyền trả lại cho Satellite. Satellite, dùng đường truyền Satellite. Đường truyền Satellite.
Tốt lắm, chúng ta thành công rồi. Hay lắm, sau 11 phút đầu của trận đấu, Chân Trần lại tiếp tục phá vỡ kỷ lục. Diễn ra hôm nay Chân Trần đá rất hăng. 2-0 nghiêng về Chân Trần. Satellite giỏi lắm. Tớ từng tham gia rất nhiều trận đấu nhưng chưa thấy trận nào dễ dàng như hôm nay. Chân Trần, trò chơi kết thúc rồi. Đã đến lúc chúng ta phản công. Cuối cùng chúng ta có thể thoải mái ra tay. Bọn họ thua mà vẫn còn cười đến đáng sợ như vậy. Tớ cảm thấy rất kỳ lạ. Mọi người phải cẩn thận. Kèm chặt cầu thủ của Sura. Đường truyền satellite hắc ám. Hả? Không thể nào. Đường truyền satellite. Đội Sura quả nhiên không đơn giản. When you're standing in the field, you can make your dreams come true.